Ghe chú ở nhà chú cũng đang bị tai biến đó, thì con cổ ít lọc nhiều bà ha. Cái lọc cuối năm con gửi thêm cho con mừng cho bà với chú 100. Dạ. 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 À, chúc bà với chú mạnh khỏe bà nhá. Dạ. Cổ ít lọc nhiều bà ha. Dạ. Thì nói chung là mình cũng cho đi. Cây cũng quý vậy. Dạ. Có duyên gặp lại. Dạ. Hy vọng là có duyên con trở lại thì con sẽ thăm chú bà ha. Tối xuống công viên sinh hoạt thì phụ mới à. Dạ. Là chú có ra không? Không có ra, ổng đi đâu có nổi. À, mua vé số đi bà con cô bác anh chị ơi. Để cho mình ngồi đây mình bán xem thử xem được có ai ủng hộ không nha quý vị các bạn nha. Đây mình đang ngồi đây. À, vé số của bà để đây này. Để dưới đây là quý vị. Đó. Bà đi vào chợ có công việc chút xíu. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 76. À bà 76 rồi. Bà là người Sài Gòn luôn hả? Campuchia. À bà người Campuchia. Dạ. Bà bán ở Sài Gòn được lâu chưa bà? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. À. Dạ, bà cứ bán một mình vậy thôi hả? Bán một mình. Dạ. Có con cái rồi bán phụ không bà? Có. Có con gái với ổng ở nhà bị tai biến á. À chú bị tai biến. Dạ. 16 năm rồi. 16 năm rồi. Dạ. À, nhà mình giờ là ở bên Campuchia hay ở Sài Gòn bà? Ở bên quận 8 à. À, ở bên quận 8. Dạ. Ở bên quận 8. Dạ. À, xong bắt mua ủng hộ cho bà 10 tờ. Để con coi coi 10 tờ này. Được không? Dạ được. Bây giờ con sẽ lì xì lại cho bà nha. Hy vọng là tài lộc đến với mình bà nha. Dạ. 1, 2. Bà lấy cho con 3 số con mừng lại cho bà nha. Cái này bà để lại chứ bà đừng có bán nha. Rồi con mừng lại cho bà 3 tờ. Cảm ơn. Dạ. Bà đừng có bán nha bà. Không, dạ. Đuổi chú trúng rồi giờ. Chú biết tôi trúng rồi. Con cũng không cầu không cầu gì nhưng mà nếu dụ có trúng là con tới con tìm bà. À. Dạ. Bà ở đây đúng không? Bà tên gì bà nhỉ? Hồi nãy bà nói bà tên gì? Bà Hai, dạ. Bà Hai bán vé số ở chợ Bình Tây nha quý vị các bạn nha. Cái này đang chạy ra để bán cho khách hay sao anh? Cắt ra. À, cắt ra. Cắt ra từ bàn. Cái này khăn chạy bàn anh hả? Dạ. Đẹp quá. Tết. Cái này mình bán theo mét hay sao anh? Bán theo bàn. À, bán theo bàn. Tùy theo size bàn hả? Dạ. À bàn sáu ghế, dạ. À, chà, bài này cũng bền lắm nha quý vị. Đẹp quá. Quý vị tới mua khăn trải bàn đỏ là cho năm mới may mắn đỏ rực ha. Dạ. Chà, cái size này cũng bự lắm à. Dạ. Dạ, cắt ra từng tấm. Nó có chia ra từng tấm một hay con? Dạ. Đó, có mép. Xin chào quý vị và các bạn. Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video sáng ngày hôm nay của mình. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần quý vị và các bạn. Xuân Bắc đang đi tranh thủ rảo một vòng Sài Gòn để chia sẻ với quý vị và các bạn những cái video đầu tiên chia sẻ về cái không khí đón Tết của bà con mình. À, xem là năm 2024 này bà con mình đón Tết cổ truyền như thế nào quý vị các bạn ơi. À, như quý vị các bạn biết thì năm nay á, trước cái tình hình kinh tế cũng rất là khó khăn, suy thoái kinh tế toàn cầu, thì mình không biết là các phiên chợ mua bán họp chợ vào những cái ngày chuẩn bị đón Tết như thế này không khí diễn ra như thế nào, bà con mình đi chợ Tết tại Sài Gòn như thế nào. Thì sáng hôm nay Xuân Bắc đang có mặt ở ngay khu chợ Bình Tây. À, một khu chợ phải nói là rất là nổi tiếng, cũng rất là lớn ở Sài Gòn mình quý vị các bạn. Ngay đằng sau lưng Xuân Bắc là cổng trước của chợ Bình Tây này. À, sáng nay tới đây á, thì mình thấy thì không khí tại chợ Bình Tây cũng khá là đông. À, bà con mọi người cũng đang đi mua sắm cũng như là đang đi tham khảo những cái gian hàng, những cái mặt hàng trong năm nay tại chợ Bình Tây. Đó, bây giờ thì mình sẽ cố gắng tranh thủ đi một vòng khuôn viên chợ Bình Tây, chia sẻ với quý vị các bạn này cái không khí cũng như là các gian hàng ở đây.
xem là năm nay mọi người hưởng ứng cũng như là chuẩn bị sắm Tết như thế nào trước cái tình hình kinh tế rất là khó khăn quý vị các bạn ạ. Lâu lâu mình thay đổi video đi chút xíu, đi quay các quán chay chia sẻ với quý vị các bạn trong những ngày vừa qua thì cũng được cô chú anh chị đón nhận hưởng ứng rất là nhiều, nhất là cái chuyến xe không đồng Xuân Bắc quay chia sẻ với quý vị các bạn. Thì chuẩn bị chuyến xe không đồng số 5 trên kênh của mình, Xuân Bắc sẽ quay vào cái ngày chay sắp tới và mình sẽ ghé qua mái ấm Thiện Duyên dưới Củ Chi để thăm các bé màu của mái ấm Thiện Duyên và trao những cái phần quà, một chút xíu tấm lòng của kênh chia sẻ tới các bé trong những cái ngày cuối năm để các bé có một cái Tết đầy đủ hơn chút xíu quý vị các bạn nha. Cũng mong là video sẽ được quý vị và các bạn, cô chú anh chị đón nhận và yêu thương kênh, đồng hành cùng với Xuân Bắc trong cái hành trình đi gieo duyên và chia sẻ nhé. Thôi bây giờ Xuân Bắc sẽ tranh thủ đi một vòng chợ Bình Tây, quý vị các bạn chờ xem video nhé. Đông vui quá, người nước ngoài khá là nhiều quý vị các bạn. Ngay cổng trước Sài Gòn mình thấy người nước ngoài khá là nhiều quý vị các bạn ha. Bây giờ mình sẽ rảo một vòng. Hello. Đi một vòng để chia sẻ với quý vị các bạn những cái gian hàng ha. Đây là cái sạp chợ bánh kẹo quý vị các bạn ha. Hỏi thăm cô chút xíu rồi. Năm nay bán mọi người mua sắm đồ nhiều không cô? Bánh kẹo nhiều không cô? Chậm à? Dạ. Gian hàng mình năm nào cũng bán cái vị trí ở đây hả cô hả? Đúng rồi. Của mình là chuyên bánh kẹo hả cô? Đúng rồi, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi, dạ. Cô thấy năm nay so với năm ngoái từ giờ tới Tết mình bán với bà con hưởng ứng như thế nào cô ha? Thường lắm. Dạ. Dạ. Đó, gian hàng của cô bánh kẹo rất là nhiều. Quý vị các bạn có đi chợ Bình Tây thì ghé mua bánh kẹo mứt Tết ha. Năm nay mặt hàng giá cũng xuống hơn. Dạ. Thấp hơn năm trước. Dạ. Đỡ. Giá xuống là bán đỡ. Dạ. Mua gì em? Mua bánh kẹo đi chị. Tham khảo. Mình đi một vòng nha. Ở đây là mình thấy thì quay chút xíu chia sẻ cho cô nè. Cửa hàng thực phẩm chế biến Hồng Trúc nha quý vị các bạn. Sạp 15, mặt tiền chợ Bình Tây. Rồi đi tham khảo thêm nha quý vị các bạn ơi. Tới những cái khuôn chợ, khuôn viên chợ thì lúc nào cũng đông người, cũng náo nhiệt hết quý vị các bạn ha. Rất là nhiều những cái gian hàng ở đây. Đi leo lên đi chị. Cũng còn cả tháng nữa thì Sài Gòn mình mới đón Tết cổ truyền. Mình cũng tranh thủ đi quay sớm sớm chút xíu để chia sẻ với quý vị các bạn những cái gian hàng không khí Tết. Những cái mặt hàng vẫn đầy đủ như mọi năm quý vị các bạn ha. Đó, hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương rất là nhiều luôn.
Đây kế bên cũng là một cái gian hàng mứt Tết quý vị các bạn ha. Đầy đủ nè, sao bác thấy có khô gà rồi, mít sấy, hạt bí, hạt dưa, hướng dương, rồi các loại hạt đầy đủ hết nha, bánh kẹo rất là nhiều. Đi coi như mình đi tham khảo gần Tết, mình ghé mình mua về để dùng Tết ha quý vị các bạn ha. Đây là cái khu vực bãi xe của chợ Bình Tây quý vị các bạn ha. Khu vực này như mọi năm là đông kín luôn quý vị các bạn. Bây giờ thì mình thấy cũng thưa thưa xe này. Mình mới thấy cô hồi nãy nói là mình soạn ít rồi mình mua từ từ. Cứ đi một vòng xem có cái gì hay chia sẻ với quý vị không ạ. Đây là cái gian hàng trang trí trong năm mới quý vị các bạn ha. Đó. Bán lịch, bán câu đối, bán rất là nhiều quý vị các bạn ha. Bao lì xì. Quay chia sẻ cho bà con đi chơi Tết gì ơi. Mua lô to à cô? Dạ. 25.000. Một hộp gì vốn 25.000 đó. Đâu mở chị coi coi. Cô mua về bán hay mua về chơi Tết cô? Mua về bán. À dạ. Ta lợi ta hỏi hoài bán quá. YouTube à? Dạ YouTube anh ơi. YouTube gì nữa? Quay chia sẻ cho bà con biết những mặt hàng danh hàng đi sắm Tết. Năm nay biết sắm Tết sao? Em bên nào? YouTube. Con bên YouTube đồ chay. À YouTube đồ chay. Dạ chuyên quay. Dạ. Cô có coi kênh con không? Đó. Có luôn hả? Cô biết con tên gì không? Dạ, nhiều đứa quá, không dạ. Nhớ nổi. Cô ở đâu cô? Quay bà hết kìa. À, dạ. Cô hả? À? Cô à, hai cô xe. Đi chung. Cô bên dạ. Xe miền Tây. À. Sáng giờ đi mua được gì cho cô? Cũng phải là vừa cấp. À đó. Không phải là vừa cấp đó. Không phải là. Dạ. Lên cho vui coi. Dạ. Hai cô đi chung rồi, hai cô lên chung cho vui. Cô mua được cái gì à cô? Hạt bí à? À quá trời luôn. Dạ. À, quay cô áo đỏ cho nó năm mới cho đỏ. Sáng giờ cũng mua sắm từ từ cô ha. Dạ. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Thì mình đi chia sẻ cho bà con biết tới những cái mặt hàng á, bà con mua đi sớm như này nè cô. Đúng rồi. Dạ đi sớm để mọi người biết những cái mặt hàng mọi người tới mua. Còn này bao nhiêu miếng? Em. Nhỏ nhỏ bà. Bà. Như vậy. Giá bao nhiêu một bịch như vậy cô? 20. 20.000 dạ. 20.000 đồng giá hết rồi ta? Đồng giá mấy cái này 20.000. Dạ đồng giá. Cái này quý vị các bạn có thể mua về trang trí cây mai, cây quất ngày Tết ha. Cây đào. Những cây bonsai trang trí ngày Tết. Thôi mình tranh thủ mình đi tiếp nha. Hai cô đi hết chợ Bình Tây chưa?
Dạ. Ơi mình đi. Dạ. Dạ YouTube đồ chay. Dạ. YouTube đồ chay, YouTube đang ngồi ghi. YouTube đồ chay. Chuyên quay đồ chay anh. Dạ. Đó, chưa gì mà số mắt đã đi từ cổng chính chợ đi tới đây là cũng cả chục sạp rồi quý vị các bạn nha. Đây, mình thấy có chị gái bán nấm đông cô đó. Quay gì anh? Dạ quay đồ chay, quay cho mọi người đi mua đồ chay về nấu. Mình bán nấm đông cô hả chị? Ừ. Dạ cái này mình bán sao chị hả? Tùy theo hàng. À tùy theo hàng. Dạ. Đấy. Chị đang soạn nấm đông cô ra quý vị ha. Cô chú anh chị nếu mà đi chợ Bình Tây thì cũng có thể mua những cái thực phẩm mình về mình chế biến đồ chay nè. Mình chuyên bán nấm đông cô hả chị? Có đủ thứ hết. À đủ thứ luôn, sạp bên này luôn hả? À. Cái này bà con người ta ở xa người ta mua mình có ship không chị? Cho nó ship người ta chịu phí. À ship chịu phí. Chị cho em cái số điện thoại của chị được không? Mọi người xem có mua á, ta biết người ta đặt hàng. À rồi. Quay lên cái gì vậy? Lên TikTok hay lên cái gì vậy? Quay YouTube đó chị. Hồng Phượng. Đây mình có xin chị cái card visit cho cô chú anh chị tham khảo này. Đó, sạp Hồng Phượng ha. Số điện thoại của chị này, số tài khoản ngân hàng luôn này. Nói chung là bán tổng hợp quý vị các bạn ơi, nhiều lắm. Gian hàng đồ chay cũng có đầy đủ ha. Sạp 121 Lê Tấn Kế ha. Rồi em gửi chị nha. Rồi. Đó, để lại cho chị ha. Mình quay chia sẻ với cô chú thôi. Đó, sạp của chị bên đây đấy nè. Bán rất là nhiều đồ nha quý vị các bạn. Ở đây mình thấy có dâu dẻo nữa quý vị các bạn ha. Dâu dẻo, dâu này như dâu sấy, giống là mít dâu quý vị các bạn. Táo đỏ này, wow, táo đỏ rất là bự luôn quý vị các bạn ha. Táo đỏ mình nấu nước lèo và các món chay cũng rất là tuyệt vời ha. Không biết là mình đi một vòng chợ Bình Tây mình có tìm được cái gian hàng nào mà chuyên bán đồ chay không? Đây là gian hàng tổng hợp mọi người bán tất cả các mặt hàng quý vị các bạn, bánh kẹo gì cũng có hết á. Các loại hạt cũng có này. Đi đường này đi ha. Đi vô trong khuôn viên trong này đi. Quay phim là đưa mặt ra. Hình như cái sạp này cũng của chị gái nãy này. 121 là Lê Tấn Kế này. Có táo đỏ này quý vị các bạn ha. Táo đỏ. Dạ đi từ từ anh ơi. Kẹt xe. Đó nấm đông cô. Cái này là gì ta? Hạt sen hay gì đó? Hạt sen. Dán lên hả? Dán lên, đóng gói đi nước ngoài. Đóng gói đi nước ngoài, quá hay luôn. Tuyệt vời luôn ha. Đây bán hình như đồ chay cũng nhiều này quý vị các bạn. Các loại hạt này. Các loại hạt ha. Cái này ăn cũng rất là ngon này quý vị các bạn. Dạ. Yeah. Em bán nón hả? Ở đây mình thấy hình như táo đỏ là để 70.000 một ký quý vị các bạn. À đúng rồi. 70.000 một ký. Táo nhỏ. Táo nhỏ. Táo lớn 90.000. Táo lớn là nhiêu anh? 90. À 90. Quay YouTube chị. Á. Mấy ngày cuối năm chuẩn bị đón năm mới này sạp mình bán ổn không anh? Rồi ổn. Dạ, quá ổn hả? Quá ổn là tuyệt vời.
cái nấm này là cái gì anh nhỉ? Nào. Này này. Này nấm bông, nấm Nhật. Nấm bông hả? Ờ, nấm bông. À, nấm bông, nấm Nhật quý vị các bạn hả? Nấm này bán sao anh? 500.000 ký. 500.000 ký. À, cái nấm này số bác cũng chưa ăn bao giờ quý vị các bạn. Quay quán chay quá nhiều luôn mà chưa ăn món này. Đây là nhãn. Nhãn hả? Nhãn, nhãn sấy. Không đường. Dạ. Cái này là đông trùng thảo đúng không? Đông trùng thảo. À, đông trùng thảo. Kỳ tử. Kỳ tử. À. Đây cũng có thể gọi là một gian hàng đồ chay quý vị các bạn ha. Đồ chay mặn ngọt thì cũng có hết. Dạ, mặn ngọt thì cũng có. À, các loại đường. Đây có thể là mình thấy cả sườn chay này quý vị các bạn. Sườn chay. Đó, sườn chay ha. Sườn chay. Măng. Đó, sườn măng. Đó. Nấm mèo. Nấm mèo. Nấm con cô. Dạ. Đường quá trời đường luôn quý vị các bạn ha. Quay mấy cái nhà hàng chay nấu. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nghe nghe tên là nhớ con liền đúng không? Dạ. Cô mua nấm hả? Cô mua nấm nãy giờ đi dạo vòng nặng quá trời. Dạ. Mình lạng một vòng một hồi lại gặp cô nữa. mua nấm này về làm cái gì cô? Về xào đồ chay cho con nó ăn đó luôn. À, xào đồ chay cho cháu nhà anh. À, nhà có con nó ăn chay. Mấy anh chị nhà anh dạ. Thì anh này cũng quay tới ngoài bến xe miền Tây luôn. Quay hết. Lâm chỗ nào cũng đi qua được. Dạ, cứ đi thoải mái chị. Vui ha, tới chợ Bình Tây quay không khí Tết là gặp cô coi kênh của mình quý vị. Anh chúc cô đón Tết vui vẻ nha cô. Dạ. Gia đình đón năm mới an khang thịnh vượng nha. Đi về cũng vui quý vị ha, đi gặp khán giả của mình rất là tuyệt vời quý vị các bạn. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con chào cô. Dạ. Ơi mình đi tiếp nha quý vị các bạn nha. Đây gian hàng đồ chay còn có đường rất là nhiều nè, các loại đường luôn. Đó. Táo đỏ ha. Táo đỏ, đây là táo đỏ hình như là cắt ra rồi nè. Sắt ra rồi. Cái này mình đi quay các nhà hàng chay hay gặp chế biến dùng táo đỏ rất là nhiều ha. Đó. Nho khô. Các loại nho ha. Còn gian hàng của cô bên đây là có hạt mắc ca này. Ca, dạ đi anh ơi. Thông cảm giùm em tí nha. Ui dạ. Vô chợ thì vậy thôi quý vị các bạn. À, gian hàng cô bên đây cũng có măng khô này. À, rất là nhiều những cái mặt hàng quý vị các bạn ha. À có cả củ hủ dừa này. Đó, nấm hương, củ hủ dừa. Cổ hủ dừa ha. Rồi phổ tai là cái gì ta? Phổ tai là cái gì số bác không biết. Nấm nút. Đây gian hàng bán mứt Tết. Rồi đi tham quan nha. Rồi qua luôn anh ơi. Thoải mái luôn. Cái mít xoài này ngon này. Mít xoài này mình có ăn qua rồi quý vị các bạn. Bán rất là ngon nha. Mít xoài này bán sao chị? Ký 200. À ký 200. Cái này dẻo ăn ngon lắm, nó có chị mấy ngày gần Tết như thế này sạp mình bán bà con mua nhiều không chị ha? Trong năm nay là mua sắm nhiều ha. Dạ.
Sạp mình là tên gì chị? Đó, cái bán hiệu Thọ Lợi. Thọ Lợi, à, sạp Thọ Lợi quý vị các bạn nha. Thì lìa máy lên cho quý vị bạn xem này. Đó. Ham bột kết chén ngon đó, không có bị sâu. Cái này là cái gì chị ha? Dạ, tiến bùa. À, tiến bùa, rau tiến bùa quý vị bạn ha. Sấy khô. Rất là nhiều bánh kẹo ha. Rồi đi qua bên đây cho chị gái mua hàng. À, mua xài, bữa xài này bữa trước mình có ghé cửa hàng của chị Long nè. Chị có bán nè. Đó. Dạ dạ kéo lại đi. Đó, sô cô la cá chép đây nè. Sô cô la đồng tiền ha. Bảy màu dạ. Quá trời màu. Dạ. Chị gái vui vẻ quá. Chúc hai chị mua may bán đắt nha. Dạ. Ủa em đâu lấy mít đâu, chị lấy mít vậy. Lấy xoài, lấy xoài. Vui, vui quá lấy lộn hàng. Vui. Vui quá lấy lộn hàng. Không sao, không sao, không sao. Lấy lộn tùm lum hết. Quý quá lấy lộn. Dạ, cảm ơn chị. Đi nha quý vị ơi. Đi tiếp, đi tiếp. Nói chung thì quý vị các bạn đi chợ thì sạp nào cũng đầy đủ các mặt hàng hết ha. Mình chỉ đi tham quan là sẵn chia sẻ với quý vị. Đi hết chợ này chắc đi 2 ngày không hết. Đây là một cái sạp có mang cái hơi hướng may mắn trong năm mới này quý vị các bạn. Đó. Bàn tài này. Cái này là mít hay gì chị? Cái nào cái chị vừa cái bỏ lên. Này. Không có, không có cái này không có. Sáp hả? Cái đó là đường. À dạ đường. Cúng cho ngọt ngào rồi á. Dạ. Sạp của chị gái cũng đẹp quá ha quý vị ha. Đó, những cái thỏi vàng đường cúng cho ngọt ngào này. May mắn này. Quá trời đẹp luôn. Rồi xong để nguyên nha, con đánh dấu xong là con dán hùng nha. Coi dưới là có ba cá chép nè. Hình như chị gái đang đóng hàng cho cô. Rồi 5 cái dĩ này nè, 3 dĩ nè. 3 dĩ hả? 3 dĩ nè. Đây mấy cái này tạo hình rất là nhiều không quý vị các bạn ha. Cá chép này rồng rất là nhiều. Hai con cá hộp này dưới vô nè. Nó có uống hả? Đi vô nó uống nè. Giờ 6 hộp vô. Chồng có không lấy chồng đi. Này cũng còn ở trong đưa lên mấy con. Điểm giùm con đi con bỏ vô luôn. Đây, mình đang đứng ở ngay một cái gian hàng bánh in nha. À, rất là màu sắc, rất là đẹp quý vị các bạn. Chà, xanh đỏ tím vàng quá ha. Đây là những loại bánh quay những vào những ngày Tết thường xuyên mình thấy quý vị các bạn ha. Đây là cái núi bánh đồng tiền. Đó, bánh mèo may mắn nè. Không khí chợ Tết vẫn rất là nhiều màu sắc ha, rất là đẹp quý vị các bạn. Gian hàng nào cũng hoành tráng luôn. Đó, một gian hàng bánh mứt Tết cũng như là các mặt hàng hạt, các loại hạt này cũng có sườn này, rồi măng khô đầy đủ ha quý vị các bạn ha. Đó, chị chủ đang ăn trưa, ăn trưa hả chị? Dạ. Dạ. Sạp Thanh Hoa,
sạp Thanh Hoa quý vị các bạn ha, số 129. Dạ, 130, 129. Dạ. À ăn sáng hả? Giờ ăn sáng. À 12 giờ chị với ăn sáng. Dạ. Ăn chay hả chị? À ăn chay luôn. Dạ. Ăn chay là tuyệt vời luôn, hợp với kênh của em rồi. Dạ ăn chay ngon hơn mặn. Ăn chay tốt cho sức khỏe nữa chị ha. Nó thoải mái cơ không? Dạ, khoái ăn à. Ở đây mình thấy có cà rốt sấy này nè quý vị các bạn ha. Dưa món, dạ, làm dưa món. Cà rốt, đu đủ, su hào. Dạ. Nhiều loại quá quý vị ha. Đó, quý vị có làm dưa món thì ghé sạp Thanh Hoa nha. Sạp 129, 130. Rồi, ngó bên đây. Đó, chị chủ anh chay ha, chị chủ dễ thương á. Bên đây là cái gì trời? À, hải sâm, dạ. Hải sâm nha quý vị các bạn. Đó. Bào ngư với cá, hải sâm. Xá sùng này quý vị các bạn. Đó. Xá sùng. Food Travel Media. Food Travel Media. Dạ. Các anh em chuyên quay về đồ chay. Vô coi ủng hộ em nha chị. Cảm ơn chị. Gian hàng của cô tên là sạp Hạnh Tốt quý vị các bạn ha. Sạp cô nghe tên hay quá, Hạnh Tốt. Dạ. Bán có tâm lắm luôn, dạ. Dạ. Ở đây mình thấy cô để có vi cá này. Đó. Vi cá, gân heo, ruột heo, gì lâm mới quý vị các bạn ha. Tổ yến này, sò đẹp. À, có bột sắn dày nữa quý vị bạn ha. Đây có bột sắn dày nữa này. Đó có tổ yến nữa này. Bên xa xa kia là hai cái hũ tổ yến quý vị thấy không? Con đi về nhà ngoại con ăn ké không à, chứ cả nhà con không có. Rồi mình đi tiếp nha. Chúc cô mua bán đông khách nha cô. Dạ. Đấy vậy các con. Mình đang ghé qua một cái sạp đường, đường Thốt Nốt quý vị các bạn. Đó, quá trời đường luôn. Đó, đường Thốt Nốt nè. Rồi đây là các loại đậu, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu phộng, đậu đen xanh lòng, đậu nành gì cũng có hết quý vị các bạn. Rất là nhiều những cái loại đậu ha. Đường Thốt Nốt quá trời luôn quý vị. Số bác đang có mặt ở trong khuôn viên sảnh bên trong của chợ Bình Tây quý vị các bạn ha. Ở đây thì mình thấy có một bà cụ đang ngồi một cái gốc cây cảnh, bà bán vé số quý vị các bạn. Chắc là số bác sẽ vào trò chuyện với bà một tí và mình sẽ mua ủng hộ với bà khai lộc năm mới nha. Bà đang ngồi ở một cái gốc cây mai chưa có bông nhưng mà cây mai cũng rất là bự quý vị các bạn. Cây mai này số bác nghĩ là gần vào Tết đó, chuẩn bị Tết thì khi mà vặt lá sẽ trổ bông rất là đẹp nha quý vị các bạn ha. Tán sum xê luôn.
Rồi vô trò chuyện với bà chút xíu coi. Dạ con chào bà. Sáng giờ bán được không bà? Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 76. À bà 76 rồi. Bà là người Sài Gòn luôn hả? Campuchia. À bà người Campuchia. Dạ. Bà bán ở Sài Gòn được lâu chưa bà? Lâu rồi, mấy chục năm. À. Dạ, bà cứ bán một mình vậy thôi hả? Bán một mình. Dạ. Có con cái rồi bán phụ không bà? Có. Có con gái với ổng ở nhà bị tai biến ha. À chú bị tai biến. Dạ. 16 năm rồi. 16 năm rồi. À, nhà mình giờ là ở bên Campuchia hay ở Sài Gòn bà? Ở bên quận 8 à. À, bên quận 8. Dạ. Ở bên quận 8. Dạ. Đây bà đang bán vé số quý vị các bạn ha. Mình đi ngang đây thì mình thấy bà ngồi đây ngay góc cây bà ngồi và bán như thế này quý vị các bạn. Mình mua ủng hộ cho bà chút xíu quý vị các bạn ha. Bán sáng mấy giờ này đi bán rồi bà? 10 giờ. À 10 giờ. 10 giờ mới qua. Dạ, bà bán tới tối mới về luôn hả? Tới 5 giờ. À tới 5 giờ. Hết số rồi. Dạ. Bán khi nào hết mới về hả? Dạ. Dạ. Chừng 4 5 giờ đó hết số rồi. À có ngày nào bán không hết không ạ? Không, bữa nào cũng hết. Bữa nào cũng hết. À nói chung là mọi người cũng mua ủng hộ mình bà ha. Bà bán ở khuôn viên này hả? Hay sao? Ở đây này. Bán vòng vòng ở chợ Bình Tây thôi. À, không có đi đâu xa. Không đi đâu xa hết. Bán ở đây bao nhiêu lâu rồi bà? Hai mấy năm. Hai mươi mấy năm rồi. À. Trời ơi. Rồi để con mua ủng hộ bà nha. Bà lấy con 10 tờ đi. Số mấy? Số lấy số mấy tùy bà. Dạ. Yeah. Mua bà cho ủng hộ cho bà cuối năm mà bà lớn tuổi rồi. Lớn rồi đó, không phải nuôi ổng đâu. Chị mệt đó. Dạ. 10 tờ. Dạ, 10 tờ. Cảm ơn. Rồi, xong bác mua ủng hộ cho bà 10 tờ. Để con coi 10 tờ này. Được không? Dạ được. Bây giờ con sẽ lì xì lại cho bà nha. Hy vọng là tài lộc đến với mình bà nhé. Dạ, 1, 2. Bà lấy cho con 3 số, con mừng lại cho bà nha. Cái này bà để lại cho bà đừng có bán nha. Rồi, con mừng lại cho bà 3 tờ. Cảm ơn. Dạ. Bà đừng có bán nha bà. Không, không, không. Dạ. Đuổi chú trúng rồi, giờ. Chú biết tôi trúng rồi. Con cũng không cầu, không cầu gì, nhưng mà nếu dụ có trúng là con tới con tìm bà. Dạ. Bà ở đây đúng không? Bà tên gì bà nhỉ? Hồi nãy bà nói bà tên gì? Bà Hai. Bà Hai, dạ. Bà Hai bán vé số ở chợ Bình Tây nha quý vị các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gửi tiền cho bà mà mình sẽ đi một vòng chia sẻ tiếp với quý vị các bạn nha. Nếu mà có dịp ghé chợ Bình Tây nữa thì mình sẽ ghé mình mua ủng hộ bà. Quý vị các bạn có đi chợ Bình Tây á thì cũng có thể ủng hộ cho bà nha. Bà cũng lớn tuổi rồi. Nhà còn chú bị tai biến mà ha. Dạ. Chú bị bệnh nữa. Chú năm nay nhiêu rồi bà? Nhỏ hơn tôi 10 tuổi. À, chú nhỏ hơn bà 10 tuổi. Dạ. Chú cũng vào 60 mấy 70 rồi bà ha. Dạ. Rồi thôi con chúc cô bà với chứ ông bà chứ, ông bà nhiều sức khỏe bà ha. Dạ. Đón Tết gia đình mình cũng đón Tết vui vẻ bà ha. Cảm ơn chú. Dạ. Để xong bác gửi tiền cho bà nha. Dạ. Bà đi công việc rồi quý vị các bạn. Bà giao vé số lại cho mình. Cho mình ngồi đây mình bán xem thử xem được có ai ủng hộ không nha quý vị các bạn nha. Đây mình đang ngồi đây. Vé số của bà để đây này. Để dưới đây nè quý vị. Đó. Bà đi vào chợ có công việc chút xíu. Mua vé số anh ơi, ủng hộ cho bà già. Vé số đây cô chú anh chị ơi, ủng hộ cho bà già mua bán. Không biết mình có bán được không nữa. Mua số em trai, mua ủng hộ cho bà già. Không thấy ai đi ngang hết quý vị. Tại vì
khỏe khô, khách nước ngoài. Vé số anh ơi. Dạ, mua bán cho bà già, mới mua ủng hộ bán cho bà. Dạ. Vé số cô. Mua vé số em. Dạ, tiền đâu mua, tiền kia đang cầm. Mình khí thì bà bán ở đây mọi người cũng quen quen bà lắm rồi. Chỉ có khách, ví dụ khách bán like giống như mình á, lâu lâu ghé thì mọi người mới ủng hộ. Mua vé số anh chị ơi, ủng hộ cho bà già bị bệnh. Nãy giờ con rau muốn khàn cổ luôn, không ai mua bà. Cảm ơn chú. Dạ. Thôi bà về rồi mình đi tiếp một vòng chợ chia sẻ với quý vị nha. Dạ. Chứ con tới con quay á, cũng cái duyên nha bà ha. À, bà nói bà chia sẻ là bà hai đúng không? Dạ. Thì ghe chú ở nhà chú cũng đang bị tai biến đó. Thì con cổ ít lòng nhiều bà ha. Cái lộc cuối năm con gửi thêm cho, con mừng cho bà với chú 100. Dạ. 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 Chúc bà với chú mạnh khỏe bà nhá. Dạ. Cổ ít lòng nhiều bà ha. Dạ. Thì nói chung là mình cũng đi cũng quý vậy. Dạ. Có duyên gặp lại. Dạ. Hy vọng là có duyên con trở lại thì con sẽ thăm chú bà ha. Tối xuống công viên sinh hoạt thì phụ mới à. Dạ. Là chú có ra không? Không có ra, ổng đi đâu có nổi. À, mua vé số đi bà con cô bác anh chị ơi. Vé số ủng hộ cho bà già. Chúc may mắn nha em gái. Tối còn phải đi xin quà từ thiện ở dưới. Đi xin quà từ thiện hả bà? Dạ. Ở dưới chỗ Phan Bự Cơ đó. Dạ. Ủng hộ cho bà già cô ơi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Ở đây thì mọi người cũng biết hoàn cảnh của bà đó. Thì mọi người cũng thấy mình kêu là quay ủng hộ cho bà. Hy vọng là mọi người sẽ xem được video, có đi chợ Bình Tây thì ghé ủng hộ cho bà. Rồi, con cảm ơn bà, chúc bà với ông được nhiều sức khỏe, chúc ông cũng được mạnh khỏe. Ông bà đón Tết năm mới vui vẻ bà ha. Dạ, cảm ơn bà nhiều. Con xin phép bà nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Rồi thôi mình di chuyển tiếp một vòng chợ Bình Tây chia sẻ với quý vị các bạn nha. Xuân Bắc lại đang có mặt ở ngay sảnh trước của chợ Bình Tây. Mình vừa mới đi một vòng khu vực bên đây, chia sẻ với quý vị các bạn ha, một vòng khu vực bán những cái gian hàng ngày Tết, mứt Tết, bánh trái ngày Tết, những cái đồ trang trí trong ngày Tết quý vị các bạn ha. Bây giờ Xuân Bắc sẽ di chuyển một vòng cái khuôn viên chợ bên này, chia sẻ với quý vị các bạn xem như thế nào nhé. Đi một vòng bên đây nha quý vị. Ở đây ngay sạp đầu tiên thì mình thấy có một cái sạp bán lịch, cũng như là những cái phong bao lì xì đó, những cái trang lịch báo ngày tháng của năm quý vị các bạn ha. Đây là sạp Xuân Khải. Sạp Xuân Khải. Vô xem coi là phong bao lì xì năm nay hình ảnh như thế nào quý vị các bạn. Tham quan tí ha. Những cái phong bao lì xì màu sắc rất là đẹp mắt ha. Lịch rất là nhiều lịch quý vị các bạn. Sạp lịch này nằm ngay phía trước cổng chính của chợ Bình Tây. Quý vị các bạn có đi chợ mua lịch cho gia đình mình thì có thể ghé vào tham khảo ha. Dạ. Làm mà không giờ chứ. Đúng là lịch này là mình quay thì mình phải quay sớm hơn nữa. Tại vì giờ sang năm 2024 rồi. Nhưng mà mình cứ chia sẻ cho cô chú anh chị nào chưa mua mà có đi chợ Bình Tây á thì có thể ghé vào mua ha. Đó.
những cái bìa lịch rất là đẹp quý vị các bạn ha, rất là bự, rất là đẹp luôn. À, rất là nhiều size ha, size lớn cũng có, size vừa cũng có, size nhỏ cũng có, à, đầy đủ. Chà, khối này nó bự chà bá luôn đó. Đẹp quá không quý vị ha, đỏ sắc rực rỡ. Sau khi mà mình chào tạm biệt bà cụ ngoại hai á, bán vé số, thì mình đang có mặt ở ngay cái gian hàng, những cái phong bao lịch, cũng như là phong bao lì xì, bìa lịch, phong bao lì xì sắc đỏ cho năm mới may mắn. Hy vọng là những cái tờ vé số mình mua, không hy vọng trúng đặc biệt quý vị các bạn, xong số bắc không hy vọng trúng đặc biệt, nhưng mà sẽ trúng giải, và chắc chắn khi là trúng giải mình sẽ quay trở lại, giải miễn là có giải, mình không biết giải gì, miễn là có giải thì mình sẽ quay trở lại để mình trao cái số tiền cho bà cụ nha. Cái đây là cái lời hứa của mình, thì mình sẽ, nếu mà những cái tờ vé số mình mua của bà cụ hai, nếu mà chúng trong năm nay, coi như là cái một sự may mắn của số mắc cũng như là của bà, thì mình sẽ quay trở lại mình thăm bà và thăm chú luôn. Đó, không hy vọng chúng đặc biệt nha, miễn là chúng giải thôi thì mình sẽ quay trở lại mình thăm bà. Rồi đi tiếp nha quý vị nha. Sau cái bên cái gian hàng bán lịch thì sẽ là cái gian hàng bán quần áo. Chúc cô mua bán đông khách nha cô nha. Dạ, gian hàng Xuân Khải nha quý vị các bạn. Rồi, gian hàng quần áo. Cô chú anh chị chưa mua quần áo mới thì ghé mua quần áo mới. Dạ. Kế bên luôn quý vị các bạn. Gian hàng Kim Ánh. Kim Ánh đúng không? Đúng rồi. Quần áo xỉ lẻ. Chà, những cái bộ của bé gái rất là đẹp quý vị các bạn ha. Nhìn đó, áo dài đầm xòe đẹp quá. Có quần áo của bé Nam nữa này đó, cũng là áo dài cấp tân ha, rất là đẹp. Chà, quầy bên này rất là nhiều này. Đó, đây là quầy ba lô túi xách. Quầy bên này là quầy áo dài đón năm mới nè quý vị các bạn. Đó, quầy áo dài đón năm mới ha, hai quầy luôn kế bên nhau. Đây là quầy Khánh Hà quý vị các bạn ha, quầy gian hàng áo dài cách tân, áo dài đón Tết. Dạ, yeah. Mua áo dài mặc năm mới hả cô? Quý vị các bạn có mua sắm áo dài mới cho các bé thì cũng có thể ghé ở đây ha. Gian hàng Khánh Hà rất là dễ biết quý vị các bạn, bán rất là nhiều những cái tà áo đón năm mới rất là đẹp quý vị ơi, đẹp quá. Năm sau con trai Xuân Bắc lớn á, chắc là mình cũng sẽ sắm cho bé ha. Đẹp quá ha quý vị ha, nhiều màu sắc. Áo dài người lớn cũng có này. Đó. Rồi mình đi tham quan nha. À, em chúc gian hàng mình đông khách nha hai chị. Dạ. Thêm một gian hàng trang trí ngày Tết nữa quý vị các bạn ha. Ở đây số mốc thấy có hoa mai, hoa đào rất là nhiều quý vị các bạn này. Những cái cầu đối, những cái lồng đèn trang trí đón năm mới rất là đẹp quý vị các bạn.
Chà, về sắp được rỡ hả? Mình thấy có các chị cũng đang mua sắm này. Phong bao lì xì. Bao lì xì năm nay cũng có một số phong bao trong năm mới cũng khác mọi năm quý vị các bạn ha. Quay cho mọi người đi sắm Tết. Dạ. Ghé những cái gian hàng trang trí ngày Tết này không thiếu món gì nha quý vị các bạn nha. Món gì cũng có. Đó, những cái dây pháo nổ đùng đùng kìa. Cái dây pháo trong đó là khoảng nhiêu dây cô? Trăm mấy hai trăm. Trăm mấy hai trăm tùy pháo cô ha. Dạ. Rồi mình vô đây tí nha quý vị các bạn nha. Mình thấy ở đây chị có bán mấy cái dây pháo nổ ngày Tết nè. Chị cho em xem mấy cái đó xíu được không chị? À, dây này là 150.000 một dây quý vị các bạn ha. Còn cái dây bự bự đó là nhiêu chị? To đùng đó. 200 hả? 200. To đùng luôn. Bự nữa hả? Bự nữa là cỡ nào chị? Cái này 150 nè. Chị lấy em coi thử, có thể em mua 2 dây em về em chơi Tết thôi. Bấm bằng pin hả? Cái này bằng cái gì? Có nổ không? Ủa? Không nổ hả? Đâu có loại nổ đâu, cho em coi loại nổ. Không có loại nổ hả cô? À đây không có loại nổ. Đây treo ngày Tết thôi. Mình tưởng có loại nổ, mình nuôi loại nổ về nổ đùng đùng chơi. Nổ điện đó quý vị các bạn ha, cho nó có không khí. Đó, có pháo quý vị các bạn có thể ghé mua pháo ha. Rất là nhiều những cái mặt hàng trang trí ngày Tết này. Wow. Rồi thôi mình di chuyển tiếp tục chia sẻ với quý vị các bạn tiếp nha. Em chúc gian hàng mình mua bán đông khách nha các chị và các cô. Dạ. Dạ. Nãy giờ đi tìm pháo mà không có. Rồi qua khu vực bên này, đây là những cái gian hàng bán mứt Tết. Những cái gian hàng đầu tiên tại cái hướng bên này của chợ Bình Tây quý vị các bạn ha. Nãy giờ xuống bắt đi từ cổng chính của chợ Bình Tây, đi tới đây là cái đường quẹo vô rồi. Ở đây là một cái sạp mứt Tết táo đỏ, táo tàu. Rất là nhiều nha quý vị các bạn. Mua sắm thả ga ngày Tết luôn. Mình đi chia sẻ với quý vị các bạn cũng khá là sớm nha. Qua năm mới rồi. Hôm nay thì hôm nay là ngày mùng 7 của dương lịch. Và âm lịch thì hình như là gần 30 âm lịch, cũng còn hơn một tháng nữa thì mới Sài Gòn mình mới chính thức đón Tết truyền thống của Việt Nam nha quý vị các bạn nha. Đó. Tết Tây thì hôm nay là ngày mùng 7 này.
Bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây chia sẻ tiếp tục với quý vị các bạn là những cái gian hàng mứt Tết. Chà, cái này bự đùng ở trên này là cái gì ta? Rất là nhiều những cái mặt hàng mứt Tết, hạt điều, ha, nho sấy. Có đào nữa này, đào mận, táo sấy. Chà, nhìn hoa mắt luôn quý vị các bạn. Hoa mắt luôn ha. Rồi mình đang đứng ở ngay một gian hàng. Gian hàng này là các loại áo mưa, khăn trải bàn ha. Quý vị các bạn có thể mua những cái khăn trải bàn về trang trí bàn ăn ngày Tết nè, bàn đón khách ngày Tết nè. Đó. Cái gì trang trí được thì mình trang trí thôi. Đúng không anh? Dạ. Cái này đang chạy ra để bán cho khách hay sao anh? Cắt ra. Cái này khăn trải bàn anh hả? Dạ. Đẹp quá. Tết. Cái này mình bán theo mét hay sao anh hả? Bán theo bàn. À, bán theo bàn. Tùy theo size bàn hả? Dạ. Bàn 6 ghế. À, bàn 6 ghế, dạ. Đó chị đó. Chà, vải này cũng bền lắm nha quý vị. Đẹp quá. Quý vị tới mua khăn trải bàn đỏ là cho năm mới may mắn đỏ rực ha. Dạ. Chà, cái size này cũng bự lắm à. Dạ. Dạ, cắt ra từng tấm. Nó có chia ra từng tấm một hay coi. Dạ. Đó, đó. Có mép cắt ra từng khuôn một. Dạ. Này có cái bảng giá chung chung không cô? Có cái bảng giá tham khảo không? Ê, trời. Xếp lớp hả? Cái này kiểu như vải này, vải bóng quý vị các bạn ha. Cái này vải dạng vải bóng. Vải bóng này thì mình dễ lau chùi hơn nè. Dạ. YouTube, TikTok gì cũng quay ráo á. Cái này là cái bảng giá hay gì? À, bảng giá đồ ăn hả? Cái sạp đồ ăn nào hả? À, dạ. À, các loại vải trải bàn nha quý vị các bạn nha. Áo mưa luôn. Dạ. Tới mùa bán theo áo mưa. Tới mùa là bán theo áo mưa. Dạ. Trung tâm thương mại chợ Bình Tây, sạp Đông Hạnh, sạp 125. Dạ. Rồi chúc sạp mình mua bán đông khách nha. Dạ, cô chú anh chị nha. Dạ. Dạ. Chúc mọi người đón Tết vui vẻ. Dạ. Cái tại vì mình đi mình thấy cái trải bàn này đẹp quá, thu hút. Rồi đi tiếp nha. Dạ. Rồi chào mọi người. Đi tiếp. Và đặc biệt ở đây là có dừa mứt Tết nữa này, dừa Tết ha. Đó, nãy giờ mình đi mình thấy cái sạp này, sạp đầu tiên mình thấy cái mứt dừa mứt Tết đẹp quá quý vị ha, rất là nhiều màu sắc luôn. Đó, xanh hồng vàng hết ha, rất là nhiều màu sắc, biết bán sao nữa. Này là dừa mứt Tết. Đây chắc chị chủ này. Dạ, cho em đứng chút xíu. Một ký, hai ký là giá sỉ rồi.
Rồi, đây ký kiwi. Kiwi 90.000 ký. Nửa ký nào? Trà sạn này đẹp và hoành tráng quý vị ha. Dạ vô hả chị? Dạ mời. Dạ canh chua màu trắng 3 kg, màu xanh 2 kg. Đi tham quan gian hàng của chị gái đây tí. Và vàng là nghệ đúng không? Chị gian hàng mình tên gì chị? Ngọc Tuyết hả chị? Vàng là 10 sầu riêng. Trắng 3 kg. Chà. Nhiều mặt hàng quá các vị ha. Có kiwi nữa này. Bây giờ là trước sau mấy ký dừa dây vậy? 3 ký trắng, 2 ký xanh, 2 ký vàng. Đây là gian hàng Ngọc Tuyết nha quý vị các bạn ha. Tổng cộng là 7 ký. Trên này là những cái loại hạt này, mình thấy trên này có đề giá nè quý vị các bạn. Đó. Như hạt đều là 210.000, 240 bán cho bịch hay sao? Một ký tô ba màu. Về bán mà đâu có nhiều đâu. Cái chữ nhỏ nhỏ. Rồi, chia sẻ với quý vị và bạn thêm một gian hàng mứt Tết nữa trước khi mình rời chợ Bình Tây nha quý vị và bạn nha. Đây là gian hàng Vạn Hưng. Đó, một chị gái cũng khá là dễ thương đang ngồi đây quý vị và bạn. Dạ em chào chị nha. Dạ. Chị chia sẻ với kênh em chút xíu, năm nay bà con sắm Tết so với mọi năm thì như thế nào á chị ha? Chợ vắng lắm em. Năm nay tình hình kinh tế cũng khó khăn đúng chị. Đúng rồi em, chợ vắng. Dạ. Ví dụ như cái clip này em chia sẻ lên mà bà con người ta có đặt hàng á, mình có giao đồ đi xa không chị? Có chứ em. Có giao hả? Chị cho em cái số điện thoại để bà con liên hệ được không? À, 090. 090. 88. 88. 08823. 08823. Dạ, số đó có dùng Zalo không chị? Có em. À, dạ. Chị tên gì ạ? Chị tên Thảo. Chị Thảo, dạ. Sạp của mình là Vạn Hưng chị ha? Đúng rồi. Sạp Vạn Hưng số 309 nha quý vị các bạn nha. Đó, quý vị các bạn có đi ngang qua đây thì ghé ủng hộ anh chị mua bán ngày Tết quý vị các bạn ha. Rất là nhiều những cái mặt hàng như thế này ha. Cũng không thiếu mặt hàng gì đâu nha quý vị các bạn. Cái gì cũng có nha, có quế đó nè. Hoa hồi đó nè. Rồi em chúc gian hàng mình đông khách nha anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, dạ. Rồi em chào anh luôn nha. Dạ. Anh ngồi mãi ở trong. Dạ. Vô chiều 6 giờ chiều vô coi video ủng hộ em nha. Dạ. Rồi mình di chuyển ra ngoài cho quý vị và bạn nha. Ra ngoài xem có cái gì quay chia sẻ với quý vị và bạn nữa không. Thì mình sẽ kết thúc video. Hôm nay đi chợ Bình Tây thì mình cũng chia sẻ một vòng những cái gian hàng của chợ Bình Tây trong năm nay chia sẻ với quý vị và bạn ha. Cũng rất là vui khi mà mình đi mình gặp khán giả của mình rồi gặp những cái gian hàng. Chia sẻ cũng khá là đầy đủ thông tin trong ngày hôm nay chia sẻ với quý vị ha. Quý vị các bạn nếu mà thích kênh của mình đi chia sẻ về cái không khí Tết của các chợ tại Sài Gòn cũng như là không khí Tết của bà con năm nay đón Tết như thế nào, quý vị các bạn bình luận để ra ế dạ để Xuân Bắc chia sẻ với quý vị các bạn ha. Rồi mình di chuyển ra ngoài rồi nha quý vị các bạn nha. Hồi nãy đi một vòng cái khu vực bên này á thì cũng gặp một số những sạp chợ họ không thích chia sẻ lên truyền thông cũng như là không thích lên hình. Mình cũng không biết lý do vì sao. Có sạp thì kêu là lượng khách cũng tương đối này. Cũng có sạp thì kêu là năm nay ế hơn mọi năm. Tình hình chung thì Xuân Bắc thấy hiện tại các sạp ở chợ Bình Tây cái lượng khách ra vô mua sắm ngày Tết trong năm nay cũng không có được như mọi năm đó quý vị các bạn ha. Mọi năm thì đi các khung chợ cũng như là khung viên chợ hoa, chưa biết thì chợ hoa năm nay sẽ như thế nào. Quý vị các bạn nếu mà thích Xuân Bắc chia sẻ những cái video trong ngày Tết, không khí ngày Tết cũng như là xem là bà con mình năm nay trước cái tình hình kinh tế khó khăn
suy thoái kinh tế toàn cầu, bà con mình đón Tết như thế nào, mua sắm Tết ra sao, và cái không khí tại các phiên chợ cũng như là các phiên làng hoa, chợ hoa diễn ra như thế nào, thì quý vị các bạn có thể comment ngay bên dưới video này để Xuân Bắc biết, và mình sẽ cố gắng đi quay chia sẻ với quý vị các bạn nha. Quý vị các bạn có thích xem thì mình mới đi quay, chứ chia sẻ lên mà quý vị các bạn không thích xem thì Xuân Bắc sẽ đi quay những chủ đề mà cô chú anh chị thích xem, để mình chia sẻ nội dung lên kênh của mình ha. Theo như cái chào chị, theo như cái tình hình mà chuyến xe không đồng số 5 Xuân Bắc có quay chia sẻ với quý vị các bạn, thì dự kiến là mình sẽ phát 100 kg gạo ở mái ấm Thiện Duyên dưới Củ Chi. Nhưng mà Xuân Bắc vừa mới coi YouTube thì thấy kênh Độc Lạ Bình Dương, anh Phú có ghé xuống mái ấm Thiện Duyên và có hình như có phát đâu Xuân Bắc thấy là hình như 2.000 kg gạo. Thì mình thấy là gạo cũng khá là nhiều, kênh của anh Phú phát gạo cũng khá là nhiều tại mái ấm Thiện Duyên rồi. Thì mình sẽ cân nhắc xem là có nên phát gạo, chia sẻ cái 100 kg gạo xuống mái ấm Thiện Duyên nữa hay không, hay là mình sẽ chuyển qua những cái mặt hàng khác để xem như thế nào quý vị các bạn ha. Rồi, Xuân Bắc hy vọng là cái video chuyến xe không đồng số 5 trong năm nay của kênh của mình sẽ được cô chú anh chị đón nhận, để Xuân Bắc có thêm nhiều động lực cũng như là có thêm kinh phí tiếp tục thực hiện nhiều chuyến xe không đồng hơn nữa trên kênh của mình nha. Rồi, mình đã trở ra phía trước khuôn viên của chợ Bình Tây, cổng chính của chợ Bình Tây. Kết thúc video ngày hôm nay, chia sẻ với quý vị các bạn không khí chợ Tết. Đó, bây giờ thì cũng giáp giờ trưa rồi. Xuân Bắc xin phép được kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Cảm ơn đại gia đình, quý vị và các bạn, cô chú anh chị Food Travel Media đã yêu thương ủng hộ kênh của mình. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại quý vị và các bạn cả nhà ở những video tiếp theo nha. Phía xa xa kia Xuân Bắc có thấy một cái xe trái cây cũng rất là đẹp quý vị các bạn ha. Rất là ấn tượng ngay tại cổng chợ.